Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cách khóa ứng dụng Bất Kỳ đã cài đặt trên điện thoại bằng mật khẩu riêng mà không cần cài đặt thêm bất kỳ phần mềm nào. Ví dụ nè, có mật khẩu mới vào được ứng dụng như thế này. Cách này giúp mình bảo mật quyền riêng tư tốt hơn. Để khóa ứng dụng như vậy, đầu tiên mình vào cài đặt nè. Tiếp theo mình sẽ kéo xuống đến cái mục là ứng dụng nè. Tiếp tục mình tích chọn vào cái mục là khóa ứng dụng, nhập mật khẩu. Ví dụ trên điện thoại này là mình nhập mật khẩu 1234 nè. Tiếp theo mình sẽ chọn ứng dụng mà mình muốn khóa. Mình sẽ kích hoạt lên như thế này. Rồi nếu các bạn muốn khóa tất cả thì tích chọn vào biểu tượng nè, cài đặt nè, bên góc phải màn hình nè. Mình sẽ chọn đến cái mục là khóa tất cả ứng dụng. Có mật khẩu vào được. Còn nếu các bạn muốn mã khóa thì các bạn làm ngược lại. Nhập mật khẩu, tắt khóa tất cả ứng dụng đi là xong. Hay là các bạn có thể là thay đổi loại mật khẩu nè. Lúc nãy là mật khẩu là mở pin 1234. Bây giờ mình muốn mật khẩu là hình mã khóa nè. Chẳng hạn, cái này tùy theo các bạn nè. Phải hình lại để xác minh nè. Bấm OK. Cách khóa ứng dụng bằng mật khẩu riêng như thế này rất hữu ích, giúp bảo mật quyền riêng tư tốt hơn. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn.